cháu nhìn ra đằng sau nhé. Cái thai này. Cái tim đập này, nhìn chưa? Cái này chưa được 2 tháng rưỡi. Này, con cứ biết thế đã. Đây là tháng rồi. Hey. Tim thai này 157 chu kỳ trên phút này. Cái thai này ối rồi, nghe chưa? Thai đây, rau xung quanh này. Có một tí dịch này ở sau màng đệm không xa nhé, có tí rồi nhé, ít thôi. À chưa. Chiều dài đầu mông. Hai nhằm 9 tuần 2 ngày. Thai 9 tuần 2 ngày, thai bình thường.